Phở bài đứng và mây ơi.
chỗ ta trong hàng người nói pháp cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Phở ca đức phận trong hiền kiếp về đương lai cũng là bậc nhân mà đều hộ trì dâm tuyên bài pháp của phần ông cùng sẽ trong đời vị lai hộ trì trợ tuyên chính pháp của vô lượng vô biên căn đức phần giáo hóa làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh khiến an lâm nơi đạo vô thượng chính đàng chính vì tình cõi phật mà thường xuyên năng tinh tấn giáo hóa chúng sinh lần lần đầy đủ đạo bồ tát qua vô lượng vô số kiếp sau ông sẽ ở nơi cõi này thành vô thượng chính đàng chính gia hiếu là pháp minh như lai ứng cung sinh biên trì mình hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngư trưởng phu tiên nhân sư phận thế tôn đứng phần đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cả sông hằng mà làm thành một cõi phận đấng bằng bảy thứ bao thẳng bằng như bàn tay không có núi gò khe chuối rạch ngòi nhà đài bằng bài thứ bao đầy dây trong đó cung điện của cán trời ở gần trên hư không người cùng trời giao tiếp nhau hai bên đều thấy được nhau không có đường dư cũng không có người nữ tất cả chúng sinh đều do biến hóa sinh không có dâm dục được pháp thần thông lớn thân sói ánh sang bay đi từ tại chỉ niệm bền chắc có đức tinh tâm trí tuệ tất cả đều thân sân vàng đủ 32 tướng tôn đệ từ trang nghiêm nhân dân nướng đó thường dùng hai thức ăn một là pháp hỷ thực hai là thuyền diện thực có vô lượng vô số nghìn muôn ân na do tha ca chúng bồ tát đường xưng thần thông lớn bốn tri vô ngại kêu hài giáo hóa loài chúng sanh chúng thanh bằng trong hương đó tinh kể số đến đều không thể biến đường đều đường đầy đủ ba món minh sao phạm thần thông và tám món dài thoa còi nước của đức vận đó có vô lượng công đức trang nghiêm thành tự như thế kiếp tên biểu minh nương tên thiền tinh quán đó sống lâu vô lượng vô số kim pháp chu đời rất lâu sau khi phần diệt độ dựng tháp bằng bảy thứ báo khắp cả nương đó bây giờ được thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng ta tùy theo lòng nghe đạo của phần tử làm vì khéo hồng hương tiền chẳng thể nghĩ bàn được biết chúng ưa pháp nhỏ mà trở nơi chi lớn cho nên càng bồ tát làm thanh văn hiền gian dùng vô số phương tiện độ các loài chúng sinh tự nói là thanh văn cánh phần đạo rất xa đồ thoát vô lượng chúng thay đều được anh tựu dầu ưa nhỏ biến lời sẽ khiến lần
sinh tứ thực từ tình cõi phần bày ba đồng cho người lại hiện tướng ta kiến đệ tử ta như vậy. Phương tiện độ chúng sinh nếu ta nói đủ cả các món việc hiện hóa chúng sinh nghe đó rồi thời lòng sinh nghi lầm nay vô lâu na đây ở xưa nghìn ức phần. Xuyên tô đạo mình làm chuyên hộ các phần pháp vì cầu tuệ vô thượng mà ở chỗ chư phần hiền ở trên đệ tử học rộng có trí tuệ nói pháp không sợ sợ nay tiếng chúng vui mừng chưa từng có mọi mệt. Để chứng nên việc phong đã được thần thông lớn đủ môn trí vô ngài biết các căn lời đồn đường nói pháp thâm tình diễn thương nghĩa như thế để dạy nhìn ưng chung kiến chủ pháp đại thừa mà tự tính coi phần. Đời sau cùng cũng dạng vô lượng vô số phần hồ trợ tuyên chánh pháp cùng từ tỉnh coi phần thường dùng các phương tiện nói pháp không e sợ đồ chúng không kể đường. Đều tặng nhân thiết chi cung dạng các như lai hồ trì tạng pháp bảo sau đó đưa thành phần hiểu gọi là pháp minh hương đó tên thiền tình bảy thứ bảo hòm thành kiếp tên là bửu minh chúng bồ tát rất đông. Số nhiều vô lượng ứng đều được thần thông lớn xưng uy đứng đầy đủ khắp đây cả nước đó thánh văn cũng vô số ba mình tám dài thoát được bốn chi vô ngại dùng hàng này làm tăng chúng sinh trong cõi đó. Dâm dung đều đã dâng không một biên hóa sinh thần trang nghiêm đủ tương pháp hệ thuyền diệt từ không tưởng món ăn cả không có hàng nữ nhân cũng không càng đường giữ vô lâu na tỳ kheo. Khi công đức tròn đầy sẽ được tịnh độ này chúng hiền thanh rất đông vô lượng thiện như thế nay ta chỉ nói lượt bây giờ 1.200 vị a la hán bậc tâm tự tài nghĩ như vậy. Chúng ta vui mừng đường điều chưa từng có nếu đừng thế tôn đều thủ khi cho như các đệ tử lớn khang thời chúng sương lắm đứng phần biết tâm niệm của càng về đó nên nói với ngài đại ca diêm 1.200 vị a la hán đó này ta sẽ đặng chính gia trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cung dường 62.000 ứng đứng phần vậy sao được thành phần hiệu là phổ minh Như Lai ứng cung chính biến trì minh hạnh tu thiền tại thế gian giải vô thường sĩ điều ngư trường phụ thiên nhân sư phật thế tôn 500 vị a la hán ông ưu lâu tầng loa ca diếm ông già gia ca diếm ông nà đề ca diếm ông ca lưu đà di ông ưu đà di ông a nâu lâu đà ông lý bà đa ông
trong một hiểu là phổ minh. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng kiều trần như tỳ kheo sẽ gặp Vô Lượng Phật qua vô số kiếp sau mới được thành chánh giác. Trường phóng quang minh lớn đầy đủ các thần thông danh đường khắp mười phương tăng ca đều tôn kính thường nói pháp vô thường nên hiểu là phổ minh cõi nước đó thân tình bồ tát đều dũng mạnh đều lên lầu gắn đẹp vào các hương mười phương đêm mà độ cũng vô thường hiến dân ca đứng phần làm viện cung đó xong xin lòng rất vui mừng dậy lát về bản quân có sức thần như thế phân tỏ sau muôn kiếp chính pháp trụ bồi thòn đường pháp lại hơn chính pháp dĩa trời người lo năm trăm tỳ kheo kia thứ tự sẽ làm phần đồng hiểu là phổ minh theo thứ tự kia nhau. Sau khi ta diệt độ ông đó sẽ làm phần thế gian của ông đồ cũng như ta ngày nay coi được đó và ca sức thần thông chúng thanh văn bồ tát chính pháp cùng tương quan thọ mệnh kiếp nhiều in đều như trên đã nói. Ca Diếp ông đã biết năm trăm vị tự tại các chúng thanh văn ca cũng sẽ làm như thế vì nào vắng mặt đây ông nên về tuyên nói bây giờ năm trăm vị A-la-hán ở trước phần được thu ký xong vui mừng hơn hở liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước phần đầu mặn lấy chân phận ăn năn lỗi của mình mà tự trách Thế Tôn chúng con thường nghĩ như vậy tự cho mình đã đường rốn ráo diền đồn nay mới biết đó là như người vô trí vì sao chúng con đang được trí tuệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ Thế Tôn thì như có người đến nhà bản thân say rượu mà nằm lúc đó người bản thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã say cho nó rồi đi gã đó say nằm đều không ai biết sao khi dậy bèn nhau đi đến nửa căn vì việc ăn mặn mà phải gắng sức cầu tìm rằng là khổ nhọc nếu có được chút ít bèn cho là đủ lúc sau người bản thân gầm gỡ thấy gã bèn báo rằng là thấy anh này sao lại vì ăn mặn mà đến nỗi này ta luôn chưa muốn cho anh được an vui tha hồ thủ năm món dục ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh này vẫn còn đó mà anh không biết lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống từng là khờ lắm nay anh nên đem ngọc báo đó đôi trang lấy đồ cần dùng thời thường được vừa ý không chỗ thiếu thôn đức phật cũng lại như vậy lúc làm bồ tát giáo hóa chúng con khiến phật lòng cầu những thiết kinh
mà chúng con liền bỏ quên không hay không biết đã được đạo A-la-hán, tự nói là diện đồ khổ nhọc nuôi sống được chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giáng ngộ chúng con mà nói rằng các tỳ kheo đạo của các ông không phải rốt ráo, việc ta từ lâu đã kiên can ông gieo căn lành của phần. Dùng sân phương tiện chỉ tương liên bàn mà các ông cho là thật được việc đổ thế, con mới biết mình thực là Bồ Tát được thu khí sẽ thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng có, bây giờ ông Ma Nhà Kiều Trần như muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con nghe vô thượng tiếng thù khi an ổn. Vui mừng chưa từng có lấy phần trí vô lượng này ở trước Thế Tôn, từ hồi các lỗi quay trong phần bao vô lượng đưa chúng phần niên bàn bèn tự cho là đủ. Như người ngu vô trí thi cùng qua đến nhà thân hữu, nhà đó đến giàu lớn bày đồ ca tiệc ngon đêm châu báu bồ gia còn dính trong và áo thầm cho rồi bỏ đi. Gã sai nằm không hay sau khi gã đã dày vào đi đến nương ca cầu ăn mặn tự sống nuôi sống rất khôn khổ được in cho là đủ, chẳng lại muốn đồ tốt chẳng biết trong và không. Có cho bảo vô gia người thân hữu cho châu sao gầm gã nghèo này khổ thiết tránh gã rồi chỉ cho châu trong ao, gã nghèo thấy châu đó lòng gã rất vui mừng giàu có căn của cải tha hồ huống ngũ dung. Chúng con cũng như vậy Thế Tôn từ lâu xưa thường thường giáo hóa cho khiến gieo nguyện vô thường, chúng con vì vô trí chẳng hay cũng chẳng biết đưa chúc phần niên bàn cho đủ chẳng cầu nữa. Nay phần giác ngộ con nói chẳng phải thân diệt được phần tuệ vô thường đó mới là thân diệt, con nay từ Phật nghe thủ ký viễn trang nghiêm cùng tuần từ thủ ký thân tâm khắp mừng vui.